này nha, xà thảo dược Epis Episil. Bảy ba ngày. Em phải bảy ngày. 73 ngày. Chung luôn, phân dài to nha, nó đều sử dụng Epicil nha, Epicil. Ba mấy con, ba mấy 40 con. Quá đẹp, ao quá đẹp. Tí nữa mình đi qua thêm một câu nữa nha.